Thưa quý vị, những chủ đề nói về mẹ chồng nàng dâu là những chủ đề được mọi người đặc biệt quan tâm. Và trong câu chuyện ngắn ngày hôm nay cũng nói đến mẹ chồng nàng dâu và người mẹ chồng đã đuổi con dâu về ngoại ở cữ. Và cô con dâu này rất là cay cú. Cô đã quyết tâm trở về nhà của chồng để xem rõ thực hư như thế nào. Thì vừa đến nhà chồng thì cô muốn ngã quỵ khi thấy tình cảnh của mẹ chồng như thế này. Và chi tiết của câu chuyện ra sao, sau đây tôi kính mời quý vị cùng các bạn lắng nghe và thưởng thức. Tôi còn cứ tưởng mẹ chồng không đối tốt với con dâu và không cần cháu nữa. Nào ngờ bà ra nông nỗi này. Ngày đầu tiên về nhà chồng ra mắt, mẹ anh đã bảo: về đây biết nhà cửa tình toàn như này, bố thằng Minh lại mất sớm, nên cháu làm dâu sẽ vất vả và thiệt thòi lắm. Vì thế cháu hãy suy nghĩ cho thật kỹ nhé. Suốt cả buổi gặp mặt ấy, mẹ anh cũng nói rất là kiệm lời. Ăn uống xong, bà còn không cho tôi phụ dọn dẹp. Đặc biệt 3 giờ chiều bà đã đuổi hai đứa lên lại thành phố vì sợ trời tối nhanh. Thật sự thái độ đó của bà làm tôi thấy lăn tăn. Tối hôm đón dâu xong, lúc dọn nhà cửa, tôi lại thấy mẹ chồng ngồi trước bàn thờ lẩm nhẩm: ông ơi, vậy là ngày trọng đại cũng đã tới. Thằng Minh lấy vợ rồi, nhà mình có thêm cái Thư là con dâu đấy. Ông hãy phù hộ cho ba mẹ con tôi nhé. Nhìn mẹ chồng vậy mà tôi thương quá. Từng phút đó trở đi, tôi hứa với lòng mình sẽ yêu thương và chăm sóc bà như mẹ đẻ của mình, để bà không phải tủi thân nữa. Để tiện đi làm, sau cưới vợ chồng tôi vẫn ở trên thành phố, còn mẹ chồng một mình ở dưới quê. Dù xa nhau cả 100 km, nhưng bà ngày nào cũng gọi điện thoại cho con dâu, nhắc ăn uống, ngủ nghỉ, thăm khám thai đúng kỳ đúng hẹn. Bao tiền bán rau củ ở nhà bà gửi cho dâu để tẩm bổ. Mỗi lần về quê, tôi được mẹ chồng chăm chả khác gì công chúa. Hàng xóm láng giềng ai cũng ganh tị, bảo bà chiều chuộng tôi thái quá. Thậm chí ngày tôi sắp sinh, bà còn bảo sinh xong tôi phải về quê ở cữ. Bà tận tay chăm sóc con dâu và cháu nội thì mới yên tâm. Điều này khiến tôi vui lắm. Tôi cũng rất thích về quê sống cùng mẹ chồng. Ấy thế mà trước 2 tuần tôi sinh, đột nhiên tôi thấy mẹ chồng khác lạ lắm. Suốt 2 tuần đó bà im bặt không gọi cho con dâu. Tôi gọi cho bà không được thì chồng bảo bà vào Sài Gòn ăn cưới, rồi tranh thủ đi thăm bà con trong đó luôn. Vì đường xá xa xôi, phải di chuyển nhiều, mệt mỏi nên bà tắt điện thoại. Sau 2 tuần đó thì bà gọi cho con dâu, nhưng nhất định không gọi video cho tôi nhìn mặt. Đã vậy bà còn bảo: ngày mai con nhập viện mổ đẻ rồi, mẹ ở quê bận quá không lên trên đó được. Sinh xong ở viện, con cũng về ngoại ở cữ hết 6 tháng thì về nhà. Mẹ đã gọi cho ông bà thông gia nhờ cậy hết rồi đấy. Tôi ngạc nhiên. Mẹ bảo sinh xong con đưa cháu về quê nội ở cữ cơ mà, sao giờ lại bắt về bên ngoại? Bà ôn tồn: mẹ có biết chăm gái đẻ đâu, với lại giờ mẹ già rồi, không thức đêm hôm để chăm con chăm cháu được. Dù gì bà ngoại còn trẻ, lại nấu ăn ngon. Nghe bà nói mà tôi chán hẳn. Thế mà trước đó bà cứ đòi một mực đưa con dâu về ở cữ, giờ tống cổ con cháu sang gửi nhà ngoại hết. Thì ra mẹ chồng chỉ nói thơn thớt, đúng là cháu bà nội tội bà ngoại. Sinh con xong ở viện 5 ngày sau mổ là chồng đưa tôi về thẳng nhà ngoại ở cữ. Giận mẹ chồng suốt từ hôm đó trở đi, tôi cũng chẳng gọi điện về cho bà. Ngược lại, bà cũng không ý ấy gọi cho con dâu và cháu. Điều này khiến tôi trách bà lắm. Nhưng là lạ,
Nói đến bà là chồng và nhà đẻ tôi đều gạt đi, một mực bênh bà nội. Cho tới ngày hôm ấy, tôi thấy mẹ đẻ kể về bà nội vừa gửi cho con dâu ở cữ 30 triệu đồng để tẩm bổ. Thấy hành động lạ lùng, tôi khuyết bế con đỏ hòn hơn một tháng tuổi đi taxi về quê chồng để chất vấn mặc bà ngoại can ngăn. Vừa bước vào nhà, tôi đã chết lặng. Thấy mẹ chồng tiểu tụy nằm liệt trên giường, bên cạnh là người bà con trong họ đang chăm sóc chu đáo. Thì ra trước khi tôi sinh 2 tuần thì mẹ chồng bị tai nạn giao thông. Bà may mắn thoát chết, nhưng sức khỏe đi xuống và đang phải nằm liệt trên giường do gãy chân. Vì con dâu sắp đến ngày sinh nên bà bắt chồng phải giấu tôi và quyết định gửi dâu về nhà ông bà ngoại chăm. Thấy tôi về, bà bất ngờ lắm, nhưng nằm trên giường mắng xa xả: vừa mới sinh được 1 tháng 5 ngày mà đã chạy về đây rồi, thì vết mổ sao lành được? Bà thông gia nói vết mổ của con chưa lành, chỉ còn chưa tiêu hết, sao con ngốc thế, không nằm nghỉ ngơi cho lại sức sau sinh đi? Gặp lại mẹ chồng trong hoàn cảnh trớ trêu này, bà cứ vừa ôm con dâu và cháu khóc rưng rức, làm tôi cũng quên hết đau đớn khóc theo. Vì thấy thương và ân hận quá, bà thì cứ ra sức vỗ về: mẹ không sao, không sao đâu, bác sĩ bảo chỉ khoảng 3 tháng nữa chịu khó vận động sẽ đi lại được, đừng lo cho mẹ, mẹ còn phải bế coupon cho vợ chồng con đi làm nữa mà. Vâng, thưa quý vị, một câu chuyện đầy cảm xúc giữa mẹ chồng nàng dâu. Trong thời gian gần đây, tôi thường cập nhật những câu chuyện giữa mẹ chồng nàng dâu. Buồn có, vui có, cảm xúc có, đầy nước mắt có. Tại vì đối với những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu là chủ đề của muôn thuở, mà trong gia đình, ngoài xã hội đều gặp phải những sự việc. Và trong câu chuyện này, người mẹ chồng rất thương yêu cô con dâu, và cô con dâu cũng vậy, rất yêu quý mẹ chồng. Chỉ vì một chút hiểu lầm mà cô đã tìm hiểu ra, và cô vô cùng xúc động khi gặp bà trong hoàn cảnh như thế này. Tôi cũng mong rằng quý vị các bạn hãy đưa ra những lời chia sẻ, bình luận cho những câu chuyện như thế này. Tôi rất chân thành cảm ơn. Và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo trên các kênh của tôi. Xin chào, tạm biệt.